31 câu nói chất lọc tinh hoa ngàn đời, đọc để hiểu thấu lẽ đối nhân xử thế. 1. Kẻ phú quý tặng người tài sản, bậc tài đức tặng người lời nói. 2. Người biết làm chưa chắc biết nói, kẻ biết nói chưa chắc biết làm. 3. Biết nghe các ý kiến trái ngược gọi là thông minh, biết nhìn vào trong nội tâm tìm vấn đề gọi là sáng suốt, chiến thắng bản thân gọi là mạnh. 4. Lời cay đắng là thuốc, lời ngọt ngào là bệnh. 5. Kẻ trí nghĩ nghìn điều, ắt có một điều sai, kẻ ngu nghĩ nghìn điều, ắt có một điều đúng. 6. Kẻ sáng suốt nhìn xa khi việc chưa manh nha, kẻ trí giả tránh nguy hiểm khi chưa hình thành. 7. Hành động trước chế phục người, hành động sau sẽ bị người chế phục. 8. Vì quốc gia thì phải quên gia đình, vì công thì phải quên cá nhân. 9. Thần trí dùng nhiều quá sẽ suy kiệt, thể xác dùng nhiều quá sẽ mệt mỏi, thể xác và thần trí cùng cạn thì chết. 10. Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có người theo. 11. Biết đủ thì không bị nhục, biết dừng thì không nguy hiểm. 12. Cách trăm dặm sẽ không cùng phong thái, cách nghìn dặm sẽ không cùng tục lệ. 13. Không sốt sắng bởi phú quý, không lo lắng bởi nghèo hèn. 14. Việc làm chưa thỏa đáng thì cố tranh luận bàn bạc cho ra biện pháp, phòng họa hoạn từ khi nó chưa manh nha. 15. Người có chí việc ắt thành. 16. Liêm khiết, tiết kiệm, cẩn thận, nghiêm khắc bản thân, phụng sự việc công. 17. Bậc trượng phu có chí, khi khốn cùng chí càng kiên định, khi già cả chí càng mạnh mẽ. 18. Đừng để người thân, bạn bè của mình đau lòng, đừng để kẻ thù của mình khoái trá. 19. Thành kính thì sắt đá cũng tan. 20. Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con. 21. Yêu thì không thấy được cái sai của người ta, ghét thì không thấy được cái tốt của người ta. 22. Không lo địa vị không cao, mà lo đức không cao, không xấu hổ vì bổng lộc không nhiều, mà buồn vì trí tuệ không rộng. 23. Múc nước trong nồi để dừng nước sôi chi bằng dập lửa rút củi. 29. Mê mà biết quay lại, sai lệch không xa, sai mà biết sửa, gọi là không sai. 30. Người nói quá sự thực, không thể trọng dụng. 31. Người đi vạn dặm, không giữa đường dừng bước, kẻ mưu đồ bốn biển, không ôm cái nhỏ để hại cái lớn. Theo Đại Kỷ Nguyên, chất lọc từ nhị thập tứ sử của Trung Quốc. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.